Sau khi khuya khoắng, tên trộm thản nhiên ngồi đếm tiền tại nhà gia chủ, đột nhập cửa hàng inox từ lầu 1. Tên trộm mở tủ lấy tiền rồi bình thản ngồi đếm như trốn không người. Sự việc được camera an ninh ghi lại. Ngày 3 tháng 7, Công an phường 10, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ vụ trộm xảy ra tại cửa hàng inox trên đường Hưng Phú để bàn giao cho Công an quận 8 điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa, 33 tuổi, chủ cửa hàng cho biết, rạng sáng ngày 2 tháng 7, anh đang ngủ cùng vợ con trong phòng ở lầu 1 thì giật mình phát hiện tên trộm lẻn vào. Anh Nghĩa hoảng hồn vùng dậy, hô hoán và đuổi theo. Lúc này, tên trộm chạy xuống tầng trệt và nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Theo anh Nghĩa, kẻ trộm đột nhập vào nhà bằng cửa tầng 1. Sau khi xuống tầng trệt, tên trộm lấy sạch tiền bán hàng ở trong tủ và đập heo đất của con anh Nghĩa, lấy tiền cho vào túi ni lông. Điều đáng nói, tên trộm thản nhiên ngồi đếm, lấy chìa khóa mở cửa chính và gọi điện cho đồng bọn đến để chuyển tài sản ra ngoài. Tên trộm lên phòng ngủ của tôi lấy chìa khóa xe SH và một điện thoại nhưng bị tôi phát hiện nên bỏ chạy. Trong lúc tẩu thoát, hắn ta quăng lại chìa khóa xe. Tổng giá trị tài sản bị trộm khoảng 30 triệu đồng. Anh Nghĩa cho hay, trực ban công an phường 10, quận 8 cho biết, hiện đã lập hồ sơ vụ trộm, đang đợi nạn nhân cung cấp dữ liệu camera để chuyển lên công an quận 8 điều tra theo thẩm quyền. Hoàng Thuận. Cái trộm đi thì khoảng mình không thống kê được nhưng mà khoảng trên 2 người, có một người trong, chỉ có một người đột nhập vào nhà và một người ở ngoài. Trong lúc tẩu tán tài sản thì có chuyện cái tài sản của mình ra ngoài cửa cho đồng bọn, sau đó mới lên phòng của gia đình mình định lấy thêm một cái điện thoại và lấy thêm một cái chìa khóa xe, nhưng sau đó mình phát hiện được và quăng lại chìa khóa xe để lấy điện thoại. Đột nhập từ ban công vào, sau đó thì lấy chìa khóa xe và lấy chìa khóa cửa mở ra luôn. Thời điểm đó thì trong nhà là với gia đình ngủ chung thì hai vợ chồng, hai đứa con, vợ đang mang bầu nữa, nên rất là nguy hiểm.